Beauty Spa Phương Loan trân trọng kính chào quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, Ninh Thuận chúng tôi không chỉ được biết đến là một vùng đất đầy nắng và gió mà còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Với chiều dài bờ biển 105 km, Ninh Thuận có nhiều bãi biển đẹp với làn nước trong xanh và bãi cát trắng trải dài nổi tiếng từ lâu như biển Ninh Chữ, Cà Ná, Vịnh Vĩnh Hy, Bình Tiên. Nền văn hóa các dân tộc Chăm Rắc Lai đặc sắc với những ngôi tháp Bô Long Gia Rai và Bô Rô Mê cổ kính. Ninh Thuận có nhiều đặc sản nổi tiếng như nho, táo, tỏi, cừu, dê, nước mắm, v.v. Kính thưa quý vị, với khí hậu khá khắc nghiệt, nắng và gió quanh năm đã làm tổn hại phần nào đến làn da vẻ đẹp của người phụ nữ nơi đây. Chính vì vậy, trong suốt 14 năm hoạt động, Beauty Spa Phương Loan đã không ngừng tìm kiếm và mang đến những sản phẩm, liệu trình chăm sóc và bảo vệ sắc đẹp tốt nhất cho khách hàng. Với tiêu chí bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp con người là trên hết. Trên con đường tìm kiếm những sản phẩm mỹ phẩm ưu việt nhất, chúng tôi đã tìm gặp những dòng sản phẩm Galan của tập đoàn Maria Galan Paris do công ty cổ phần Diệp Thu Trang làm độc quyền phân phối tại Việt Nam. Và Maria Galan Paris với bí quyết hưởng thụ ánh nắng một cách an toàn đã đáp ứng các tiêu chí nói trên, được khách hàng của chúng tôi lựa chọn và đánh giá cao bởi hiệu quả mang lại. Cảm nhận của khách hàng sau thời gian ngắn sử dụng các dòng sản phẩm đặc trị của Maria Galan Paris là da trắng sáng và ngăn ngừa lão hóa, đặc biệt còn có tác dụng hiệu quả trong việc chống lão hóa da vùng cổ. Đến với Beauty Salon của Phương Loan là tôi rất là ưa thích, tại được giới thiệu về sản phẩm Maria Galan của Pháp để chống lão hóa. Thì tôi có xài kem được trong vòng một tháng và tôi cảm nhận thấy da mặt của tôi rất là có hiệu quả, nó săn chắc nè và nó căng, nó làm cho da mình tươi sáng lên. Trong khi năm nay tôi cũng 58 tuổi rồi và tôi rất là cảm ơn với Beauty Salon của Phương Loan đã giới thiệu tôi về sản phẩm này Maria Galan. Thì trước kia mình cũng đã đến đây rất là nhiều lần. Thì khi mà trải qua những cái dòng sản phẩm khác nhau thì cuối cùng thì hôm đó mình được giới thiệu về cái dòng sản phẩm của Maria Galan. Thì qua một khoảng thời gian mà mình được điều trị ở đây á, thì mình cảm thấy mình rất là hài lòng, bởi vì nó làm cho da mình trắng sáng, với lại những cái nếp tàn nhang hay là sạm da hồi đó da mình xấu lắm, nhưng mà bây giờ mình qua một thời gian mình cảm thấy mình rất là bất ngờ khi mà nhìn lại. Và bạn bè cũng nhiều người hỏi mình cũng đã giới thiệu đến đây, và không những riêng mình mà rất là nhiều người bạn mình về cũng nói tại sao cái sản phẩm này nó tốt như vậy mà không biết để dùng sớm hơn, thì nó mình để đỡ mất cái thời gian để mà theo những dòng sản phẩm khác. Nói chung là that's so good. Làm việc với Maria Galan Paris, chúng tôi cảm nhận phong cách chuyên nghiệp, tận tình với mục tiêu hướng đến là mang lại cho khách hàng những liệu trình chăm sóc và những sản phẩm tốt nhất. Beauty Spa Phương Loan và Maria Galan Paris sẽ luôn nỗ lực hết mình vì bạn đã trao trọn niềm tin cho chúng tôi.